Lê Thành Tâm rồi, ok. Chào Chào này. Rồi, xin chào. anh. Đang nằm võng nghe, nhưng mà anh biết sao không? Cái anh bằng em nói mày, Có, mình nghe rõ mà. rồi sao cái âm âm lượng bên anh mấy nghe nó hơi nhỏ. Rồi không thôi thì mà cứ nói đi, nghe rõ mà. Nè, cái mấy cái trang kia, mấy cái Facebook kia của em á, là khi vào cái diễn đàn hai người gì là nó chặn sóng mà không có vào được. Anh mở diễn đàn 6 người thì vào được, mà cái diễn đàn 2 người thì vào lại vào không được, cho nên là phải qua cái nick này để tham gia. Thì nãy giờ cũng nghe anh Chu Phan với lại cái em trai nãy cũng trao đổi, thì chắc các em cũng tham gia một ít cái nội dung theo cái hiểu biết của mình. Đương nhiên theo cái hiểu biết của mình là trên phương diện là đánh giá cái quan hệ đối ngoại của nhà nước, của đảng nhà nước đối với các nước trên thế giới, chứ không riêng gì Trung Quốc. Chứ còn bản thân mình thì thật sự là từ trước tới giờ mình ít có tiếp xúc với người Trung Quốc, cũng có tiếp xúc, cũng có gần một hai người, một vài người, nhưng mà cái giao tiếp bằng cái tiếng nói thì mình không biết, cho nên là nó cũng phải qua thông dịch rồi, cho nên là nó cũng khó khăn. Để cho nên là để mà nắm rõ hơn cái quan hệ của những người Trung Quốc làm ăn với Việt Nam thì chắc có lẽ là mình cũng không có kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa, mình không có sống ở cái biên giới để mình hiểu biết được tất cả mọi cái phong tục tập quán, vấn đề lịch sử, cho nên mình không có bàn sâu vào cái vấn đề đó. Tuy nhiên cũng phải xác định rằng là giữa Việt Nam với Trung Quốc có một số dân tộc, đồng bào thiểu số dân tộc ở các tỉnh phía Bắc, nó cũng có nguồn gốc, có cái mối quan hệ huyết thống họ hàng giữa hai bên. Ví dụ như cái bạn nãy là người dân tộc Tày đó, thì người Tày, người Nùng, người Thái, người Thái trắng, Thái đen, người Mông, rồi rất là nhiều người là đều có gốc gác họ hàng hai bên. Và lý do lịch sử thì có thể là do cái phân chia trước đây. Cuộc sống thì nó cũng giống như bây giờ mình cũng có một lượng người Việt ở một cái huyện, một cái địa phương nào của Trung Quốc đó, mà sau khi Việt Nam với Pháp, Pháp với Lạc Mãn Thành ký một cái hiệp định thì phân chia cái vùng đó thuộc Trung Quốc, cho nên là bây giờ cũng có một số người Việt sống ở bên Trung Đúng Quốc và họ vẫn nói tiếng Việt, họ vẫn vô lưu giữ những cái gì, cái nét văn hóa của Việt Nam mình. Thì mình không? riêng Long Lan về kỳ phục. cái Rồi một lát nữa sẽ mời Hùng lên lên. Liên quan tới vấn đề quan hệ đối ngoại thì anh cũng đã phân tích, cũng giống như là chính sách của nhà nước chúng ta đã xác định rồi, là chúng ta là quan hệ theo cái phương diện đa phương hóa, đa dạng hóa. Tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ đều mang quan hệ là đối tác làm ăn, buôn bán, đôi bên cũng có lợi. Và Việt Nam không can thiệp bất cứ vào công việc nội bộ của một quốc gia khác nào hết, cũng như là không cho phép một quốc gia dùng lãnh thổ của Việt Nam để chống phá một nước thứ ba. Đây là rõ ràng cái tuyên bố của chúng ta, của nhà nước trước thế giới. Thì cái vấn đề đó là chúng ta cũng đã biết. Tuy nhiên là anh cũng biết rằng là tại sao hiện nay mình nói cái thành phần chống cộng cực đoan á, thành phần ở hải ngoại Ba Que á, họ vẫn cố tình họ xuyên tạc về cái mối quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc. Nó có hai nguyên nhân, mà theo em cảm nhận là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là một thành phần là có những người đã từng tham gia chế độ cũ, vì mất đi cái quyền lợi, những cái quyền lợi chính trị, cho nên họ công kích cái chế độ ở Việt Nam. Đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai, họ đứng sau những cái đối tượng thứ nhất họ chống phá, đó là những người Hoa Kiều mà khi năm 79 Việt Nam chúng ta thực hiện cái chính sách, chính sách mà thường thường mà bây giờ là một số người họ gọi là đánh tư sản mài bản đó, năm 79-80 rồi đó, thời của cố tổng bí thư Lê Duẩn đó nè, là những người Hoa nếu như không nhập quốc tịch hoặc là vì lý do gì đó thì có thể về về nước, về Trung Quốc hoặc là đi qua nước thứ ba. Thì đa phần những người Hoa ở Việt Nam, trong miền Nam, đi qua Mỹ, di tản qua Mỹ. Thì những thành phần này núp bóng phía sau những người của đối tượng một, kích động cho đối tượng Đúng. một chống phá Việt Nam. Đó là một cái sự thật anh Bằng à. Dù chúng ta Đúng. không phải rằng là chúng ta nói rằng là phải đưa ra bằng chứng, nhưng mà đây là sự, tại vì những người Hoa này khi trước năm 75 họ là trụ cột về kinh tế của miền Nam,
Nhưng mà sau khi mà năm 79 80 khi chúng ta thực hiện cái chính sách cải cách về kinh tế lúc bấy giờ đó, thì một số người trục xuất ra đi, họ hận cái chế độ cộng sản Việt Nam, cho nên họ núp bóng đằng sau, họ lợi dụng cái thành phần thứ nhất là những thành phần theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ bơm tiền, họ kích động để cho gây cái mối hận, mối thù và cái sự không đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc nói chung, cũng như là chia rẽ cái mối quan hệ gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hai cái mà chúng ta phải đánh giá và nhìn nhận, đây là một cái thực tế. Và nó thâm sâu ở cái chỗ là gì? Tại vì hiện nay trên thế giới chỉ còn một số ít nước được sự lãnh đạo, được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bốn nước, nhưng mà chỉ có năm nước, nhưng mà chỉ có hai nước là chúng ta là dùng cái tên chính xác nó là Đảng Cộng sản, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Còn đối với Triều Tiên, đối với Cuba, đối với Lào thì họ không dùng từ cộng sản, cho nên là họ muốn dùng cái biện cái chia này, cái chia cắt này, cái gây tồn mất ổn định này, họ làm cho hai đảng không còn gắn bó, không còn đoàn kết, gây chia rẽ trong nội bộ của hai đảng, vay gây cái mối hồ nghi của nhân dân hai nước. Mà như các bạn trẻ nãy chia sẻ thì bạn trẻ này là người sống ở biên giới cũng như tiếp xúc và làm ăn rất là nhiều với người Trung Quốc, thì họ bạn này vẫn nhìn nhận đánh giá rằng là người Trung Quốc vẫn có người tốt. Đúng, một đất nước hàng tỷ dân mà chẳng lẽ không có người tốt à anh? Tuy nhiên cũng một hai thành phần, một hai cái số nào nó cực đoan, giống như trong nước chúng ta, nhân dân trong nước 100 triệu dân trong đất nước Việt Nam cũng có một số kẻ cực đoan vậy. Cực đoan có nhiều phương diện là gì? Thể hiện cái sự cái người Trung Quốc, người Hoa là cái dân tộc cao cao lớn, như dân tộc là bá chủ này nọ, họ cũng có. Nhưng mà thật sự ra những cái tỉnh mà giáp với lại biên giới Việt Nam á, Quảng Đông, Quảng Tây đồ một số tỉnh á, thì họ thật sự ra cái người Hán không phải là chiếm đa số. Giống như là cái khu tự trị dân tộc Chon của Quảng Tây Tây đó, họ không phải là người Hán. Cho nên là cái nhìn nhận, cái đánh giá trong cái tộc Bách Việt từ hàng ngàn năm nay, họ vẫn không bao giờ có cái chuyện là gây gổ bất đồng kết. Tại vì như vừa rồi khi bước vào đầu em nói là giữa những người dân tộc thiểu số của hai vùng biên giới, họ đều có quan hệ huyết thống, họ hàng bà con với nhau. Đồng thời giữa hai vùng biên giới vẫn có người dân của hai nước cưới nhau, lấy nhau, sanh con đẻ cái, thì cái chuyện quan hệ ràng buộc dòng tộc họ hàng nó có. Cho nên nếu như mà cái sự chống phá của các thế lực mà họ tìm mọi cách họ xuyên tạc về cái Việt Nam và Trung Quốc, đây là một cái nham hiểm, một cái thâm độc, nó đánh vào cái sự cái tư tưởng của người dân Việt Nam chúng ta nói chung về cái là không thích Trung Quốc, vì Trung Quốc có hàng ngàn năm đô hộ. Chúng ta không phủ nhận rằng là đất nước Việt Nam chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ hàng ngàn năm, nhưng đó là cái chuyện của quá khứ. Giống như là năm 79 cách đây 40 mấy năm, 42 năm, chúng ta cũng đã có chiến tranh xung đột biên giới với Trung Quốc, nhưng đó là chúng ta là đã chấp nhận ghét lại quá khứ, cũng giống như chúng ta ghét lại quá khứ với Mỹ và các nước khác. Chúng ta không hận thù, chúng ta không quên lịch sử, nhưng chúng ta không hận thù, chúng ta chấp nhận ghét lại tất cả mọi quá khứ để chỉ xây dựng cái tương lai, cái tốt đẹp hơn. Thì lý do gì chúng ta phải kích động cái lòng dân mà gây hận thù, gây chia rẽ giữa dân tộc Việt Nam với Trung Quốc, hoặc là giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và các dân tộc khác trên thế giới? Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mong muốn lúc nào cũng sống trong hòa bình, sống trong ấm no hạnh phúc. Thì lý do gì chúng ta phải chia rẽ? Cái chia rẽ ở đây là hai đối tượng mà như em đã nói ban đầu. Thực sự cái đối tượng thứ hai á, nó ngấm ngầm phía sau, nó kích động cho cái đối tượng thứ nhất, nó cũng sâu, nó cũng nhiều lắm, nó cũng nhiều lắm. Mà hiện nay em nói anh, ví dụ như một số người Hoa mà gốc người người Hoa gốc Việt hiện nay sinh sống ở Mỹ, gọi là người người Mỹ mà gốc Việt, người Mỹ gốc Việt mà cũng có gốc Hoa nữa, ví dụ như nhà nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần nè. Đây là có một người gốc Hoa nè, trước đây cũng chống cộng cực đoan rất khét tiếng. Chính những người đó đó là những người đứng đằng sau, có thể là thế lực đứng đằng sau kích động cái thế hệ F1, cái thế hệ F2 chống phá đất nước. Và đồng thời những người trẻ hiện nay sau khi bị vi phạm pháp luật ở Việt Nam, hoặc là bị Việt Nam trục xuất, hoặc là đào thoát vượt biên qua Mỹ, tiếp tục công kích chống phá chính quyền, được cái sự hà hơi của cái đám kia. Chứ còn mình nói bây giờ đối với Việt Nam chúng ta hiện nay
trên đất liền. Chúng ta đã có hiệp định phân định trên trên đất Biên liền giới. rồi, hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ nè, là hai cái hiệp định quan trọng trong công tác đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc, là chúng ta đã phân chia định hình rõ biên giới trên đất liền và trên vùng biển của Vịnh Bắc Bộ. Còn nói về Biển Đông, nói về Biển Đông, em nói với anh Bằng cũng như là tất cả mọi anh chị em đang theo dõi, cái Biển Đông nó không phải là sự tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc không. Nó không phải tranh chấp chỉ có hai nước Việt Nam Trung Quốc. Nếu như chỉ là hai nước giữa Việt Nam Trung Quốc thì chúng ta có thể ngồi lại song phương đàm phán, nó dễ thở hơn. Nhưng mà nó có cái sự tranh chấp rất là nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, kể cả vùng lãnh thổ là Đài Loan, Philippines, Indo, Malaysia, rất là nhiều. Nếu như chúng ta đàm phán với Trung Quốc thì không có đảm bảo chủ quyền với các nước khác. Cho nên chúng ta chấp nhận đàm phán bằng biện pháp đó là đa phương, đa phương ra ra quốc tế. Nó phân định rõ, nhưng mà đây là vì cái lợi ích nó đen xen, cái lợi ích đen xen. Cái thứ vấn đề tiếp theo nữa là cái quá khứ tồn tại nó để lại, đó là Hoàng Sa thì để bị Việt Nam Cộng Hòa bán dần 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 đứng cho Trung Quốc với sự bán đứng của Mỹ, là cái Hoàng Sa. Cái Trường Sa thì cũng một số đảo lớn cũng bị đảo Ba Bình, bị Đài Loan chiếm, các đảo bị Philippines, bị Indo, bị Malaysia. Cho nên cái sự chồng chéo trên cái phần lãnh hải lãnh thổ của Biển Đông nó rất là khó, nó rất là khó. Chúng ta nói rằng chúng ta có chủ quyền 200, quyền chủ quyền quyền tài phán 200 hải lý. Vậy thì nước khác cũng tuyên bố 200 hải lý, thì vì cái vùng có những cái vùng mà chúng ta bị chồng lấn, bị chồng lấn. Việt Nam cứ nói là 200 thì bên kia nó cũng nói 200, vậy thì như thế nào? Nó có những vùng chồng lấn. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta chưa xác định được, thì chấp nhận đó là khu vực đang tranh chấp, đang tranh chấp trên vùng biển nha. Chứ còn mình vẫn báo báo với là anh Bằng với là anh chị em mình phải khẳng định là nhà đây là tranh chấp ở một số vùng biển, còn riêng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam đã tuyên bố trước thế, đó là của Việt Nam, đó là của Việt Nam. Nước nào đang chiếm đó là chiếm bất hợp pháp đối với những vùng có chủ quyền của Việt Nam, Rồi, đó cho là anh Long chủ Văn quyền Hà. mà. Nó rõ ràng. Cho nên là chúng ta phải xác định Biển Đông có những vùng đang chồng lấn trong vấn đề 200 hải lý, nhưng Hoàng Sa và Trường Sa đó là của Việt Nam. Mà Hoàng Sa và Trường Sa không phải đảo nào, không phải cái điểm đảo nào cũng xác định được đó là cái điểm đảo để mà xác định là cái vùng 200 hải lý cả. Có những đảo mà chính bây giờ luật biển vẫn không công nhận là vùng lãnh hải 12 hải lý mà. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là Biển Đông là của Việt Nam. Chúng ta xác định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những vùng nào nằm trong nội thủy là của Việt Nam. Nhưng còn những vùng tranh chấp thì chúng ta phải thương lượng, phải đưa ra quốc tế để bàn thảo, để chấp nhận cái vấn đề đó để cho nó rõ. Nhưng mà những nước lớn, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu, họ có lợi ích hàng hải trên cái Biển Đông. Họ cũng không muốn cái vùng biển đó trở về một nước nào, và cũng không muốn Việt Nam là chiếm hữu cả Biển Đông, cũng không muốn Trung Quốc, cũng không muốn Philippines, đó là lẽ đương nhiên của họ. Và họ càng muốn một cái khu vực mà đặc biệt là Mỹ, em nói anh Bằng anh cứ nghĩ một khu vực giàu tiềm năng về thương mại như khu vực Đông Nam Á, như khu vực Biển Đông, cũng giống như là những khu vực ở Trung Đông nó giàu về dầu mỏ, thì nó càng bất ổn, nó có cái sự bất ổn thì Mỹ mới kiếm Rồi. cớ để tìm cách can thiệp À, để có cái lợi ích.